Grand Slam là thước đo cho sự thành công và vĩ đại của một tay vợt. Đó là nhận định hoàn toàn chính xác đối với giai đoạn quần vợt những năm 2003 đến 2010, khi bộ tứ Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray hoàn toàn áp đảo phần còn lại của bảng xếp hạng ATP. Những năm trở lại đây, sự tiến bộ của những cái tên như Grigor Dimitrov, Marin Cilic, Stan Wawrinka hay Kei Nishikori đã khiến cho cuộc diệt của quần vợt không còn là cuộc chơi dễ dàng cho những cái tên vốn đã quen thuộc kể trên. Mùa bóng 2014 minh chứng cụ thể cho điều đó, khi 2 trên 4 danh hiệu Grand Slam đã về tay những nhân tố mới. Wawrinka thăng hoa tại Úc mở rộng và Marin Cilic cùng Nishikori tạo nên bất ngờ khi nắm giữ lần lượt hai vị trí cao nhất ở Mỹ mở rộng. Nhưng để tổng kết lại 365 ngày qua, sẽ không ai phủ nhận được sự thành công tuyệt đối của Novak Djokovic. Kết thúc năm ở ngôi vị số 1 thế giới với một danh hiệu Grand Slam và 4 chức vô địch các giải lớn nhỏ trong hệ thống ATP, Djokovic của năm 2014 như con thuyền xuất phát chậm nhưng lại có hành trình về đích cực kỳ ấn tượng. Có lẽ, việc mất ngôi vương ATP trong năm 2013 vào tay Nadal chính là động lực để Djokovic đặt ra mục tiêu rõ ràng và chơi quyết tâm trong năm 2014. Nhưng phải chờ đến tháng 3, Nole mới gặt hái được danh hiệu đầu tiên tại giải Master 1000 Miami. Và chỉ sau đó 2 tháng, chiếc cúp Master 1000 thứ 2, Pro Master, được anh mang về, khởi đầu cho chuỗi thành tích sau đó. Bài tướng tại hai trận chung kết, không ai khác ngoài đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang có phong độ cao, Rafael Nadal. Đánh bại Nadal ở thời điểm ấy, không lấy gì làm kiêu hãnh hơn cho tay vợt người Serbia. Hai chức vô địch Master 1000 là cơ sở để thẳng tiến đến chung kết Wimbledon gặp cựu số 1 thế giới Roger Federer. Đưa nhau đến xét đấu thứ 5 với hàng loạt những pha bóng ngạt thở và đầy cống hiến, Novak Djokovic lần thứ 2 khắc tên mình lên chiếc cúp vô địch Wimbledon bằng một cách không thể cảm xúc hơn. Khoảng thời gian cuối năm mới thật sự là những cuộc bùng nổ của Nole, khi chỉ trong vòng 2 tháng từ tháng 9 đến tháng 11, tay vợt người Serbia đã ẵm về 3 chiếc cúp vô địch. Trong số đó, phải kể đến việc bảo vệ thành công ngôi vương tại ATP World Tour Finals. Cú nước rút mạnh mẽ ấy phần nào giúp Djokovic cải thiện đáng kể số điểm trên bảng xếp hạng, tạo ra khoảng cách đủ an toàn trước Roger Federer đang bám đuổi phía sau. Nỗ lực không ngừng và thành quả xứng đáng, Novak Djokovic trở lại vị trí vốn dĩ đã từng nắm giữ. Có thể khẳng định rằng 2014 là năm của anh Novak Djokovic. Chuỗi thành tích của Djokovic được thừa hưởng phần nào từ chấn thương cổ tay mà Rafael Nadal bất ngờ gặp phải hồi giữa năm, cộng với sự sa sút không lý do của Andy Murray. Và cũng với sự thả trôi không phanh ấy, Roger Federer đã khép lại mùa giải 2014 với vị trí thứ 2 sau Djokovic từ vị trí thứ 6 ở mùa trước. Không những thế, tàu tốc hành còn bổ sung vào bộ sưu tập, danh hiệu duy nhất còn thiếu ở hạng mục đồng đội trước vô địch Davis Cup. Thất bại chóng vánh của Federer trong trận đánh đơn thứ 2 trước game Monfils chỉ sau 3 set khiến người hâm mộ lo ngại về sức mạnh thật sự của đội tuyển Thụy Sĩ. Nhưng đó chỉ là điểm xuyến cho hành trình tiến đến chức vô địch đồng đội đầu tiên trong lịch sử làng quần vợt của đội tuyển xứ sở đồng hồ. Điểm mấu chốt trong chiến thắng là màn kết hợp tuyệt vời giữa Federer và người đồng đội Wawrinka. Và phải mất 6 năm kể từ lần đăng quang tại Olympic 2008, cả hai mới tìm lại được tiếng nói chung để làm nên chiến thắng oanh liệt cho quần vợt Thụy Sĩ. Thắng lợi trong trận chung kết đôi giúp Federer đầy tự tin bước vào trận đánh đơn mang tính quyết định trước tay vợt chủ nhà Richard Gasquet. Và trong trận đánh lớn ấy, tay vợt 33 tuổi hoàn toàn lấn lướt và chứng tỏ anh vẫn hiệu quả dẫu cho dấu chấm hỏi về phong độ hiện tại cứ liên tục đặt ra. Trọn vẹn danh hiệu trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp, điều người ta dự đoán lúc này là liệu Federer có còn đủ sức để chinh phục nốt danh hiệu đơn ở Olympic 2016 tại Brazil. Một mùa giải nhiều cảm xúc đã trôi qua và kéo theo không ít những tiếc nuối cũng như niềm vui tột độ của các tay vợt, của những người hâm mộ bộ môn banh nỉ này. Mùa giải 2014 của làng tennis nam khép lại, nhưng nó cũng mở ra những cuộc bùng nổ trong năm 2015 với những cái tên hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió làng quần vợt thế giới. Liệu Djokovic, Federer và Rafael Nadal có còn đủ dũng mãnh để chiến đấu với những gương mặt trẻ đang có những bước tiến mạnh mẽ trên con đường trở thành ông vua mới của làng quần vợt?